Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tâm Đức Cycle. Ngày hôm nay thì muốn giới thiệu cho mọi người một mẫu xe touring của hãng Nai. Và Nai rõ ràng là một hãng xe rất là mạnh ở trong dòng touring nha. Hiện tại là có chiếc Nai mà Leo nè, 3.1, 3.2. Nhưng hai cái mẫu 3.1, 3.2 thì tạm hết hàng rồi. Thì bây giờ chỉ còn lại có chiếc Leo này thôi. Thì ngày hôm nay mọi người hãy theo chân Duyên để khám phá chiếc xe touring Nai Leo này nha. Xin mời. Rồi, đầu tiên chúng ta nhìn một cách tổng thể về chiếc xe này thì nó có màu là đỏ, trắng và đen. Một cái màu cực kỳ hài hòa và dễ chịu. Và màu này thì đa số là tất cả mọi người đều dùng được nha, nó không có kén màu. Không phải là ví dụ như có một số màu thì chỉ là người trẻ dùng được thôi, một số màu thì chỉ là người lớn tuổi mới dùng được thôi. Còn cái màu sắc này thì ai cũng có thể được, nam cũng được, nữ cũng được nè, rồi người lớn tuổi cũng được và người trẻ tuổi cũng được nha. Rồi về chiếc xe này thì thông số kỹ thuật của chiếc xe này thì Duyên sẽ giới thiệu mọi người. Đó là xe này có ghi đông, bô tan, khung sườn và cốt yên nó là của hợp kim nhôm. Rất là chắc chắn luôn. Nghe không? Đã không lắm, rất là đã. Đảm bảo mọi người là chiếc xe này chạy rất là phê. Rồi về cái ghi đông thì nó hơi dài một chút xíu theo cảm nhận của Duyên. Về tay đề thì sử dụng của Shimano. Xe này thì sử dụng là thắng đĩa, nhưng mà thắng đĩa cơ nha mọi người, thắng đĩa cơ. Rồi về phần bánh của nó sử dụng của vỏ của CST. Rồi để coi thử của bánh này là như này, 700 nhân với lại 38C nha mọi người, 738C. Cái này sử dụng cái phanh đĩa của thằng Duder. Có chữ Nai trên cái ghi đông nè, Nai trên bô tan, rồi trên khung sườn đều có hết, rất là đẹp. Trên yên nó cũng có luôn nè, trên cốt yên cũng có luôn. Rồi không thể nào không nhận ra, ở trên cái vành của bánh xe cũng có luôn. Mọi người thấy không, nó sẽ đi rất là hài hòa. Khi mà tem nó sẽ được dán ở trên cái vành nè, rồi tem có cái màu nhận diện của nó cũng có trên phuộc, có trên cái khung sườn. Rất là đẹp luôn. Xe này thì Thiên thấy nó tương đối là dài đòn chút xíu, thì cái này nghĩ là dành cho các anh em nào tầm khoảng tầm 1m6 đến khoảng 1m75 chạy chiếc xe này nó sẽ rất là ok luôn. Xe này đã trang bị cho chúng ta là chống bê đan rồi, thì mọi người chỉ việc về có thể mua thêm một số phụ kiện như là bình nước hoặc là các túi hoặc đèn nữa là chúng ta sẽ đầy đủ, và để chiếc xe này có thể đạp vào mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi chiều sau khi chúng ta đi làm về ha. Xe này thì sẽ cho chúng ta đó là 3 đĩa và 7 líp và 21 góc độ. Giò dĩa của Rowell. Đại loại là một chiếc xe touring nó sẽ bao gồm những cái thông số dạng giống như vậy. Nhưng mà chiếc xe này thì nó rất là phù hợp với những người nào mà yêu thích dòng xe touring và có một cái mức giá vừa phải thôi. Nó chỉ có trị giá là 5.400.000 đồng mà thôi. Và hiện tại thì bên Tâm Đức đã về mẫu này rồi. Thì mọi người nếu yêu thích mẫu chiếc xe Nice Leo này thì hãy nhanh tay gọi ngay hotline gì đã để bên dưới phần mô tả. Tất cả các bạn nhân viên kinh doanh của bên Tâm Đức Cycle sẽ hỗ trợ mọi người về màu sắc, về cách ship hàng như thế nào và tư vấn mọi người nhiều thêm hơn nha. Rồi, để có hình ảnh nhiều hơn thì cũng liên hệ với các bạn kinh doanh giúp mình Duyên luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và đừng quên nhấn like, share, subscribe giúp mình kênh Tâm Đức Cycle nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo. Xin chào.